Rồi, hello, xin chào chiều các bạn. Hôm nay em lại quay thêm ba cây Nokia 320 mới. Đó, đây. Ba hộp khác nhau nha. Hai này là hộp chung nhà mạng O2. Còn hộp này là khác. Đó. Nokia 320. Bốn đèn chớp á. IMEI 70850. Thấy không? Đây cũng là 320 luôn. Đó. Ngủ. Nhiều nhà mạng khác nhau nha anh chị. Còn này có vi trang luôn. Đó, thì khỏi quay đi. Rồi. Thì bắt đầu mở hộp. Con này mở đầu tiên. Đó. Bên trong pin zin. Đó là gì rất đẹp nha anh chị. Cục sạc zin. Nokia thì sạc nó có một loại thôi. Đó, y chang. Cái máy. Ở dưới nó có hộp nữa. Đây. Ở trong phụ kiện nó cái này. Đó, đằng sau này nè. Nhìn thấy nắp lưng không? Email nó trùng nha. Đó, nhìn xuyên vô trong là email trùng. Với cái 70850. Đó. Miếng này miếng giấy sau lưng. Anh chị là muốn gắn kiểu nào thì gắn. Lọc luôn, thử luôn nè. Đó. Đó, gắn vô. Phải không? Bỏ sim vô. Còn pin nữa. Đó, còn pin bình thường. Vỏ zin cầm rất chắc chắn nha anh chị. Đó. Máy tính đó. Anh chị là muốn gắn sau lưng á, vậy cũng đẹp, thấy không? Mà gắn kiểu thì cũng đẹp, có hai cái hình. Em gắn thử nè. Đó. Là đẩy lên, tháo là đẩy lên cũng được. Đó. Giờ mà thử cái này chắc chưa đến việc. Là rất lớn. Thử loa trong. Loa trong nghe lớn nha. Đó, loa trong lớn rồi, ok. Em tắt cây này qua một bên. Là cây Facebook đầu tiên. Tháo sim ra, thử cái O2. Đó, quay lại. Thử máy ok lại. Đây. Đâu vô đó lại. Miếng này biết làm gì nữa. Kiểu gì đó. Rồi cuốn sách hướng dẫn nha anh chị. Bỏ vô lại cho chủ nhân của nó, ai sở hữu nó là lấy. Rồi bỏ vào bên. Đó, đến cái O2. Cũng bên trong cũng như nhau thôi. Đó, của pin zin. Sạc zin luôn. Bên trong thì quá hoành tráng lên chị, thấy không? Nó cũng cho hai miếng giống cái con kia. Nó nhà mạng O2 nè, thấy không? Đây sim O2 luôn nè. Hoành tráng kìa. Mở sao? À.
không phải sim, cái này là cạn thôi. Ok, bỏ vào một bên. Nó cũng như nhau, thấy không? Em mở nguồn thử coi. Đó. Còn này có tiếng Việt sẵn luôn rồi. Rồi, em test sơ sơ cho chị xem thôi nha. Là hiện tại ba con. Hình như con này cuối cùng là có nhà mạng nè. Để em để qua một bên đi. Đó, anh nào mua cái alo nha. Mua thì cứ alo cho em. Thích là alo liền, không đợi chờ. Vì hàng mới, hàng full box nó hiếm lắm. Đợi chờ chi nữa, có hàng nữa đâu mà mua. Em thích ai mà mua bên em cứ coi xong ok alo, còn lấy bé thôi sao. Rồi, ok. Đây, còn cây cuối cùng. Cây này như có logo nhà mạng nè. Mở luôn. Là những cái logo nhà mạng của hai nè. Rồi, ok anh chị. Cái cuối cùng nha. Đó, O2 thấy không? Rồi, ok. Anh chị nào mua cứ alo cho em nha, chùm máy cổ chấp viên. Sóng gió đầy đủ. Chuông rất là lớn, rung mạnh.